Ya Ru. Fire and ice. Là sao? Là mình cần để cái này vào đây nhưng mà nó to quá. Nó to quá thì phải vào đây để nung cho nhỏ lắm. Ôi. Nhỏ quá rồi. Xong mình thả vào đây thôi. Hit shop. Từ từ nhá. Nhìn loanh quanh là có vẻ trên kia có dương kìa. Có cái rương bên kia đó. Đây, rương bên đây. Và làm sao để đi rương? Hay chắc nhảy thôi. Đá này như nó trượt được trên đây sao? Đấy, biết ngay. Ngon ngay. Zona Spear. Okay. Rồi, ok rồi đấy.
ngon lành.